皆さんこんにちは、タンと申します。リアリの通り3年前日本に来ました。今株式会社ジュンとして働いています。どうぞよろしくお願いします。Xin chào tất cả mọi người, mình là Tần. Cách đây 3 năm, mình đến Nhật Bản làm việc qua sự giúp đỡ của các anh chị bên Visa Link. Hiện tại, mình đang là team leader trong nhóm thiết kế của công ty Juntos, một công ty chuyên về thiết kế và thi công cầu bê tông của Nhật Bản. Để nói về Visa Link, mình có thể gói gọn trong 3 từ, đó là chân thành, chu đáo và chuyên nghiệp. Điều này được thể hiện từ việc tiếp nhận hồ sơ, giúp các ứng viên trong việc phỏng vấn online đến việc chuẩn bị những chi tiết nhỏ nhất để các ứng viên có thể lấy visa một cách dễ dàng nhất. Thời gian qua, mặc dù bọn mình không có cơ hội gặp mặt trực tiếp, tuy nhiên mình và các anh chị bên Visa Link vẫn giữ liên lạc để chia sẻ thông tin, giúp các kỹ sư Việt Nam có thể sang Nhật Bản làm việc một cách tốt nhất. Các bạn kỹ sư ở Việt Nam nếu muốn sang Nhật Bản làm việc, hãy liên hệ với mình hoặc bên Visa Link nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.